chào cộng đồng WeLin. Tôi là Nguyễn Gia Bảo, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Leo Holdings, là nhà sáng lập của Học viện Đào tạo Golf, The Golf House Việt Nam, và đồng thời cũng là nhà sáng lập của Học viện Đào tạo Đua xe Việt Nam Racing Academy. Gia Bảo cũng là Chủ tịch của WeLin Golf Club, nhận được đề cử chăm top nữ lãnh đạo tỏa sáng toàn cầu. Đó là một vinh dự của Gia Bảo. Cảm ơn ban tổ chức và WeLin đã ghi nhận cái đóng góp của Gia Bảo trong một năm vừa qua, và chúc cho cộng đồng WeLin của chúng ta sẽ phát triển ngày càng vững mạnh. Gia Bảo cũng rất là háo hức mong chờ sự kiện top 100 nữ lãnh đạo tỏa sáng toàn cầu diễn ra vào ngày 28 tháng 10 sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại mọi người.